Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong 7 tháng đầu năm 2024, Công an huyện Khói Châu đã xử lý 277 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 8 xe ô tô con, 269 xe mô tô, tước 94 giấy phép lái xe và gửi thông báo vi phạm đến cơ quan chi bộ đối với các trường hợp là cán bộ. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, ngay từ đầu năm 2024, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Khói Châu đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Trong đó, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nghiêm minh với tinh thần tuyệt đối, thượng tôn pháp luật. Công an huyện Khói Châu đã tăng cường bố trí lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm, tập trung đông người để tuyên truyền và kiểm tra, kiểm soát lỗi vi phạm nồng độ cồn. Bởi đây là một trong những lỗi tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông. Theo thống kê của Công an huyện Khói Châu, trong vòng 7 tháng đầu năm 2024, Công an huyện Khói Châu đã phát hiện xử lý 277 trường hợp vi phạm, phạt hơn 1 tỷ đồng, tạm giữ 8 xe ô tô con, 269 xe mô tô, tước 94 giấy phép lái xe và gửi thông báo vi phạm đến cơ quan chi bộ đối với các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang trên địa bàn để có biện pháp xử lý. Bên cạnh việc xử lý vi phạm nồng độ cồn, đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Khói Châu cũng phổ biến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia tới các doanh nghiệp, trường học, nhà hàng, quán ăn, tặng biểu trưng đã uống rượu bia là không lái xe, an toàn cho bạn là an toàn cho xã hội, cho 63 nhà hàng quán ăn và 1.680 người điều khiển ô tô trên địa bàn. Tặng dán logo đã uống rượu bia không lái xe cho các phương tiện ô tô đăng ký mới. Thông qua mạng xã hội và hệ thống loa truyền thông của các xã thị trấn, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Khói Châu đã thực hiện nhiều bài tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc sử dụng rượu bia khi lái xe, các hình thức xử phạt đối với hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Sự quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm của cơ quan chức năng từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân. Đại tá Lê Văn Trưởng, trưởng Công an huyện Khói Châu cho biết, việc ra quân tuần tra kiểm soát xử lý đối với lỗi vi phạm giao thông, nhất là lỗi vi phạm nồng độ cồn đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, từng bước thay đổi nhận thức của nhân dân. Tuy nhiên, do vẫn có một bộ phận người tham gia giao thông còn lơ là chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã uống rượu bia, Công an huyện Khói Châu sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tăng cường tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông nói chung và vi phạm nồng độ cồn nói riêng với nhiều hình thức đa dạng để đạt hiệu quả hơn. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, trong thời gian tới, Công an huyện Khói Châu sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là xử lý vi phạm về nồng độ cồn, góp phần thay đổi văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân theo hướng trách nhiệm, tích cực, phòng ngừa tai nạn giao thông do lỗi vi phạm này gây ra. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết ùn tắc giao thông. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và dữ liệu lớn nhằm phân tích tối ưu hóa dòng giao thông, hướng tới điều khiển giao thông thích ứng theo thời gian thực tế. Chiều ngày 19 tháng 9 tại cuộc họp báo Tình hình kinh tế và xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải đã giải đáp thắc mắc xoay quanh thực trạng ùn tắc giao thông do lượng xe cộ đi lại ngày càng tăng. Tất cả các đô thị lớn đang phải đối diện với ùn tắc giao thông do độ nén dân số. Hiện thành phố đang quản lý hơn 10 triệu xe, khoảng 1 triệu xe ô tô và 9 triệu xe máy, chưa kể xe các tỉnh về lưu thông. Nếu đem con số đang quản lý xếp lên trên mặt đường hiện có thì cần phải mở rộng 2,5 lần mới đủ. Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chia sẻ. Nhằm giải quyết vấn đề này, Sở Giao thông Vận tải đang phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm sớm hoàn thành và đưa vào khai thác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, nâng cấp, mở rộng mạng lưới hệ thống giám sát điều khiển giao thông,
tối ưu hoạt động của hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn nhằm phân tích, tối ưu hóa dòng giao thông, hướng tới điều khiển giao thông thích ứng theo thời gian thực là những việc thành phố sẽ đẩy mạnh trong thời gian tới, ông An nhấn mạnh. Cùng với đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển giao thông công cộng, kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân. Đây được coi là các giải pháp hữu hiệu và căn cơ để giải quyết tình hình giao thông quá tải trong đô thị. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang thực hiện công tác tái cấu trúc mạng lưới tuyến xe buýt, trong đó có tham khảo kết quả gói thầu, tư vấn nghiên cứu tổ chức lại mạng lưới xe buýt trên toàn thành phố, chuẩn bị kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ của hệ thống xe buýt hiện hữu. Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo thông tư quy định về đào tạo sát hạch, cấp thu hồi giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, kiểm tra, cấp chứng chỉ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Đề xuất mẫu giấy phép lái xe mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, mẫu giấy phép lái xe mới dự kiến sẽ có 2 mẫu và được áp dụng ở 2 thời điểm khác nhau như sau. Mẫu số 1, mẫu được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, mặt trước, trong đó in từng hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ mà người lái xe được phép điều khiển, hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Đối với hạng giấy phép lái xe số tự động, ghi là xe ô tô hạng B1 số tự động. Đối với giấy phép lái xe hạng A1 cấp cho người khuyết tật điều khiển xe mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật, ghi là xe mô tô 3 bánh dùng cho người khuyết tật. Đối với giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp cho người khuyết tật tay trái, ghi là ô tô tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg, có cơ cấu điều khiển đèn pha, đèn xi nhan phù hợp với người khuyết tật tay trái không chuyên nghiệp. Điều kiện hạn chế cấp cho người khuyết tật tay trái. Đối với giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp cho người khuyết tật tay phải, ghi là ô tô tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg, có cơ cấu điều khiển đèn pha, đèn xi nhan phù hợp với người khuyết tật tay phải không chuyên nghiệp. Điều kiện hạn chế cấp cho người khuyết tật tay phải. Đối với giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp cho người khuyết tật chân phải, ghi là ô tô tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg, có cơ cấu điều khiển ga tự động, phanh chân phù hợp với người khuyết tật chân phải, không chuyên nghiệp. Điều kiện hạn chế cấp cho người khuyết tật chân phải. Đối với giấy phép lái xe hạng B1 số tự động cấp cho người khuyết tật nói chung, trừ khuyết tật tay trái, tay phải, chân phải, ghi là ô tô tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg, không chuyên nghiệp. Điều kiện hạn chế cấp cho người khuyết tật nói chung, trừ khuyết tật tay trái, tay phải, chân phải. Đối với một số trường hợp đặc thù được ghi rõ điều kiện hạn chế tại mặt sau của giấy phép lái xe. Quy cách: kích thước 85,6 x 53,98 x 0,76mm theo tiêu chuẩn ICAO loại ID1. Tiêu chuẩn giấy phép lái xe, các loại xe cơ giới đường bộ được điều khiển, chữ, số trên nâu và ngày trúng tuyển có màu đỏ, các chữ khác in màu đen. Ảnh của người lái xe chụp trên nền màu xanh da trời được in trực tiếp trên giấy phép lái xe. Có lớp màng phủ bảo an trên hai mặt của giấy phép lái xe, phôi được làm bằng vật liệu PET hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu vàng rơm và các ký hiệu bảo mật. Có mã 2 chiều QR để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép. Mẫu số 2, mẫu được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, phụ lục 6 công ước viên. Trong đó, giấy phép lái xe là một tài liệu in bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm các thông tin như sau. Phôi giấy phép lái xe được làm bằng vật liệu PET hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu hồng và các ký hiệu bảo mật có kích thước 54x86mm. Trên mặt trước của giấy phép lái xe có dòng chữ giấy phép lái xe, các loại xe cơ giới đường bộ được điều khiển, chữ, số trên nâu và ngày trúng tuyển có màu đen. Được in đậm, các chữ khác màu đen, in thường. Ảnh của người lái xe chụp trên nền màu xanh da trời được in trực tiếp trên giấy phép lái xe. Có lớp màng phổ bảo an trên hai mặt của giấy phép lái xe.
có mã 2 chiều QR để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép. Mặt trước của giấy phép lái xe được đánh số, mỗi số hiển thị những thông tin sau: 1. Họ của người lái xe, 2. Tên của người lái xe, 3. Ngày tháng năm sinh và quốc gia nơi sinh của người lái xe, 4A. Ngày cấp giấy phép lái xe, 4B. Ngày hết hạn giấy phép lái xe, 4C. Cơ quan cấp giấy phép lái xe, 5. Số giấy phép lái xe, 6. Ảnh chân dung không đánh số, 7. Chữ ký của người lái xe, 8. Địa chỉ cư trú của người lái xe, 9. Các hạng giấy phép lái xe được phép lái được quy định tại mục 1, mẫu số 03, phụ lục XXX V5. Mặt sau của giấy phép lái xe được đánh số gồm 4 cột, mỗi cột được đánh số hiển thị những thông tin sau: 1. Cột 9 hiển thị các loại xe, hạng xe được phép điều khiển; 2. Cột 10 hiển thị ngày cấp giấy phép lái xe; 3. Cột 11 hiển thị ngày hết hạn của giấy phép lái xe; 4. Cột 12 hiển thị mã cốt giấy phép lái xe đối với một số trường hợp đặc thù; 5. Trường hợp hạn chế hiển thị điều kiện hạn chế của giấy phép lái xe được quy định tại mục 2, mẫu số 03, phụ lục XXXX V1. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.